mới sinh ra làm nữ. Còn trong dân gian truyền đạt câu tu bảy kiếp mới sinh ra làm con trai. Xin hỏi tư duy cậu trọng nam khinh nữ này từ đâu ra và có đúng với Phật giáo Nguyên Thủy hay không? Có lẽ người hỏi câu này thì cũng là người nữ. Nói như thế này, sư đã cố tìm, sư đã tìm ở trong kinh tạng ấy, nhưng mà do thời gian nó tương đối hạn hẹp cho nên là sư chưa có tìm chính xác cái bài kinh để mà sư trích dẫn cho quý vị. Đấy. Nhưng mà sư nhớ rất là rõ ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói như thế này: người nữ được xem là kém phước hơn người nam. Có những cái nỗi khổ mà người nữ họ phải gánh chịu. Thứ nhất là cái khổ sinh lý hàng tháng. Cái thứ hai là khổ do phải sống xa người thân khi mà lấy chồng. Cái khổ thứ ba là cái khổ của cái việc là phải phục vụ người dân. Ngay cả chồng mình thì cũng là người dân thôi, chứ đâu phải là cha mẹ mình đâu. Và ngay cả cha mẹ chồng của mình thì nói đúng ra cũng không có máu mủ gì, nhưng mà cũng phải phục vụ. Rồi một cái khổ nữa đó là người nữ phải chịu cái khổ của cái việc sanh đẻ mà người nam họ không phải chịu. Do đó đấy, người nữ được xem là kém phước hơn người nam. Đây là trong Tăng Chi Bộ Kinh. Nhưng mà do thời gian ấy, nó hạn hẹp cho nên là sư không kịp là mở ra dò lục lại, tại vì sư không không có gọi là không có cái keyword á để mà dò, nhưng mà sư nhớ chắc chắn là trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật có nói như thế. Và cái sự kém phước ở đây đấy nó như thế này, là chúng ta không nên so, là ví dụ như nữ nhà giàu so với nam nhà nghèo thì không, chúng ta so về cùng một cái điều kiện. Giống như là một người nữ ăn mày và một người nam ăn mày, thì người nữ ăn mày được xem là kém phước hơn người nam. Một người nữ nhà giàu và một người nam nhà giàu thì người nữ được xem là kém phước hơn người nam đấy. Và trong ngay cả trong tạng luật cũng như vậy. Trong tạng luật có một lần ấy, bà Upalawana, bà Upalawana, bà muốn cúng dường một cái miếng thịt cho Đức Thế Tôn ấy, thì nhờ một vị tỳ kheo dâng lên giùm. Thì vị tỳ kheo nài nỉ là để xin một cái y để làm công. Thì vị này mới chịu giúp. Thì bà Upalawana bà mới nói là người nữ thật là bản thân người nữ đã là kém phước rồi đấy. Cho nên là rất rất là khó khăn trong cái việc kiếm tứ vật dụng, nhất là y áo đấy. Nhưng mà cái vị tỳ kheo đó là vẫn cố nài nỉ, cho nên cuối cùng bà Upalawana là một vị thánh ni, bà đành phải cúng dường cho cái vị tỳ kheo này một cái lá y. Và Đức Thế Tôn nhân đó, Đức Thế Tôn mới ra một cái điều học, đó là một vị tỳ kheo thì không được nhận y từ tỳ kheo ni mà không phải là thân bằng quyến thuộc của mình đấy. Do đó cái này là một cái là được Đức Thế Tôn xác nhận, và cái sự xác nhận đó dựa trên một sự thật chứ không phải là dựa trên cái chuyện là trọng nam khinh nữ. Đức Thế Tôn ngài không có khinh bất kỳ một chúng sanh nào hết ha. Cho nên, mà nó chỉ đơn giản là nói lên một cái sự thật thôi. Và sự thật là cái người nữ thì được xem là kém phước hơn người nam. Nhưng mà đấy, cái sự tu chứng thì người nữ vẫn có thể tu chứng được bình thường. Người nữ vẫn có thể làm các cái điều công đức để mà sanh thiên. Người nữ vẫn có thể làm các cái
những cái điều mà tuyệt vời ở thế gian. Ví dụ như trong một lần vua Bassanadi đang hầu chuyện với Đức Thế Tôn, và người hầu báo là ngài vừa mới không nhớ là bà hoàng hậu hay là một cái vị cung phi vừa mới hạ sanh là một cô công chúa, thì vua Bassanadi buồn là bởi vì không có sanh ra một cái hoàng tử. Đức Thế Tôn nói với vua Bassanadi như thế này: tại sao lại coi thường người nữ khi mà tất cả các cái bậc vĩ nhân đều do phụ nữ sanh ra? Đấy, tức là trong Phật giáo đấy, không hề có chuyện xem thường người nữ, không hề có chuyện trọng nam khinh nữ. Đức Thế Tôn vẫn luôn luôn đề cao mỗi một người, mỗi họ có cái vai trò ở trong xã hội, ngay cả đối với cái đối tượng là người nữ. Còn cái chuyện là người nữ kém phước hơn thì đó chỉ là một sự thật, và Đức Thế Tôn chỉ trình bày một sự thật thôi, chứ không phải là ngài coi trọng hoặc là ngài coi khinh bất cứ ai ha.